Thưa quý vị, bây giờ thì săn vé máy bay rồi là săn voucher du lịch có giá tốt ở trên mạng xã hội đang là xu hướng. Nhiều người thì mong muốn là làm sao chi tiêu được tiết kiệm được hợp lý, thế nhưng mà vẫn được thụ hưởng những kỳ nghỉ có chất lượng tốt. Lợi dụng tâm lý này, nhiều kẻ xấu đã dựng lên rất nhiều những bẫy lừa đảo ở trong các hội nhóm theo hình thức là thanh lý mua bán voucher du lịch giá rẻ. Thủ đoạn thì có thể coi là không mới, nhưng vẫn có không ít người bị sập bẫy do nhẹ dạ cả tin và cũng do thiếu hiểu biết. Người thanh niên này đã lên mạng săn tour giá rẻ. Anh kể lại, ngay sau khi tham gia một hội nhóm thanh lý voucher du lịch, anh đã đọc được một bài đăng về chương trình khuyến mãi tại một khu nghỉ dưỡng có tiếng. Tư vấn viên yêu cầu chuyển khoản đặt cọc 50%. Anh đã chuyển tiền luôn mà không thể ngờ rằng trang fanpage đó là giả. Cái trang fanpage cũng rất là giống với cái trang fanpage của một công ty du lịch có tiếng. Nên tôi cũng chẳng có nghi ngờ gì mà tôi chuyển luôn cho người ta tiền đặt cọc, đó là 10 triệu. Đến cái sát cái ngày khởi hành ấy, không thấy người ta có liên lạc gì. Tôi mới liên hệ cho người ta thì toàn bộ cái số điện thoại và cả cái fanpage đều bị chặn. Các cái đối tượng này có thể là tiếp cận đối lại các cái nạn nhân bằng các hoạt động mời chào, bằng những cái quà tặng hấp dẫn đối với lại những cái người mà có thể sử dụng các hoạt động du lịch. Đại diện đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch này cho biết đã không ít lần nhận được phản ánh từ các trường hợp bị kẻ xấu mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Trên website của công ty cũng đã liên tục có những bài đăng cảnh báo về tình trạng này. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc thì công ty cũng đưa cho khách hàng, trả lại cho khách hàng những hồ sơ pháp lý, ví dụ như là hóa đơn, phiếu thu, xác nhận dịch vụ, hợp đồng. Và bằng một cách nào đó thì những giấy tờ này đã bị rơi vào tay những đối tượng lừa đảo. Và những đối tượng lừa đảo này sử dụng những giấy tờ đó để tiếp tục thì có những hành vi lừa đảo tiếp theo. Cơ quan công an nhận định, bằng chiêu thức làm giả voucher và các loại giấy tờ, mã cốt vé, cốt đặt phòng luôn được gửi ngay cho bị hại. Nhiều người sập bẫy lừa vì không thể ngờ rằng chúng không hề thanh toán tiền trên hệ thống mà chỉ lợi dụng tính năng hỗ trợ đặt vé đặt phòng của một số khách sạn hay một số hãng máy bay, cho phép khách hàng đặt lấy mã trước và thanh toán chậm trong vòng từ 12 đến 24 giờ. Chỉ khi khách hàng đến sân bay hay địa điểm du lịch thì mới biết mình bị lừa. Tình huống rủi ro thì chúng ta có thể gặp phải ở đây là cái thứ nhất là liên quan đến vấn đề về mặt tâm lý. Cái thứ hai nữa là các hoạt động về mặt tài chính. Thứ ba nữa là nếu như chúng ta không có những cái hiểu biết liên quan đến cái nơi mà chúng ta đến thì nó cũng có thể dẫn đến những hoạt động là chúng ta không biết xoay sở như thế nào. Hay như với thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, kẻ xấu cũng có thể liên lạc với người thân của họ rồi dựng lên màn kịch đang bị mắc kẹt khi đi du lịch nước ngoài và cần vay gấp một khoản tiền. Sử dụng công nghệ deepfake để thực hiện một cuộc gọi giả video, kẻ xấu đã khiến không ít người lầm tưởng đang được nói chuyện với người thân của mình và sau đó chuyển tiền cho đối tượng. Thế làm thế nào để không bị dính bẫy các chiêu trò lừa đảo khi mà muốn đi du lịch hay là nghỉ dưỡng dịp hè này? Ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị cùng tham khảo ý kiến của chuyên gia và của chính những người trong cuộc. Khi có nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng, tốt nhất nên đến tận nơi có trụ sở chi nhánh của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành có uy tín để đặt mua tour. Khuyên cáo khách hàng rằng là trước khi chuyển tiền hãy kiểm tra thật kỹ về các hợp đồng của mình với cả đối tượng đấy, về tính pháp lý của hợp đồng có dấu và chữ ký của giám đốc và có những cái thông tin về điều khoản hoặc bắt buộc hoàn hủy hoặc không hoàn hủy. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng nên có sự tra cứu rõ ràng về cái tính pháp lý của doanh nghiệp, ví dụ như là mã số thuế, địa chỉ của website có đúng hay không, hay là địa chỉ văn phòng rõ ràng. Khi bị mắc lừa thì người dân cần trình báo đến với cơ quan chức năng và đồng thời đăng tải cái trường hợp của mình lên các trang mạng xã hội và các diễn đàn du lịch, vì nếu không làm như vậy thì sẽ không có nhiều người biết đến và các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng cái điều đó để dẫn dụ những người khác sập bẫy lừa đảo du lịch giá rẻ. Dưới góc độ pháp lý, trường hợp chiếm đoạt tiền mua tour có giá trị dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xem xét xử lý hành chính. Chế tài xử phạt sẽ là từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự. Mức phạt có thể lên đến tù chung thân. Trường hợp cung cấp các sản phẩm về du lịch kém chất lượng hơn so với các hợp đồng đã ký kết với người dân nhằm mục đích để chiếm đoạt phần lớn cái số tiền mua cái tour du lịch đó, thì cái số lượng tiền chiếm đoạt được nếu như từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi chiếm đoạt tài sản thì cái người mà cung cấp cái tour du lịch đó sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự với cái mức hình phạt tù lên đến tù chung thân. Các chiêu thức lừa đảo du lịch luôn biến đổi khôn lường
và đang có dấu hiệu bùng phát vào mùa cao điểm du lịch. Người dân nếu có nhu cầu tìm mua các tour du lịch hay đặt vé đặt phòng, cần đề cao cảnh giác, khảo sát giá và tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định chi tiền để tránh bị mắc lừa.